với các con, hãy cùng nhau học bài với bạn hổ con qua bài học sắp xếp theo quy tắc của ba đối tượng dành cho các bé 5 đến 6 tuổi nhé. Nào, cô mời các con hãy cùng học bài với hổ con. Xin chào các bạn nhỏ. Các bạn ơi, tớ là hổ con đây. Bây giờ chúng mình hãy ôn cách sắp xếp theo quy tắc của hai đối tượng nhé. Các bạn nhỏ có nhớ vào ngày Tết, bố mẹ sẽ trang trí một mâm ngũ quả thật đẹp để ở trên bàn thờ gia tiên không nào? Các bạn hãy nhìn vào bức hình trên màn hình và quan sát cách sắp xếp giữa quả chuối và quả ớt là cách sắp xếp gì? Các bạn có thấy cứ một quả chuối lại xen kẽ là một quả ớt, rồi đến một quả chuối, một quả ớt, một quả chuối. Vậy đây là cách sắp xếp gì nhỉ? Ai trả lời thật nhanh nào? Đúng rồi, đây là cách sắp xếp 1-1 đấy. Các bạn thật là giỏi. Các bạn ơi, ngày Tết chúng mình được ăn bánh gì? Tớ rất thích ăn bánh chưng đấy. Bánh chưng cũng được bày ở trên bàn thờ gia tiên. Ngoài ra còn có quả dưa hấu này. Các bạn hãy xem, trong dãy sắp xếp dưới đây có quả dưa hấu và bánh chưng được sắp xếp theo quy tắc gì? Mình có hai phương án dành cho các bạn để các bạn lựa chọn đấy. Đây là cách sắp xếp 1-1 hay là cách sắp xếp 1-2? À, đây là cách sắp xếp 1-2 phải không các bạn? Bởi vì một chiếc bánh chưng rồi đến hai quả dưa hấu, lại một chiếc bánh chưng rồi đến hai quả dưa hấu đấy. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, chúng ta có quy tắc sắp xếp 1-2. Tiếp theo, các bạn hãy xem hai quả bưởi rồi đến một quả Phật thủ, lại đến hai quả bưởi, một quả Phật thủ đấy. Chúng mình có cách sắp xếp gì nào? Các bạn hãy chọn đáp án đúng nhé. Và đâu là đáp án đúng hả các bạn? Đúng rồi. Đáp án là quy tắc sắp xếp 2-1. Các bạn giỏi quá. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài học chính của ngày hôm nay. Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc của ba đối tượng. Vào ngày Tết, các bạn nhỏ thường được ông bà bố mẹ mừng tuổi gì nào? Có phải là lì xì không? Đúng rồi, và trong lì xì sẽ là gì nhỉ? Chính xác, trong tấm lì xì sẽ là các tờ tiền có mệnh giá khác nhau đấy. Tờ tiền có màu xanh nước biển là tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng. Tờ có màu hồng là tờ 50.000 đồng. Tờ có màu xanh lá cây là tờ mệnh giá 100.000 đồng đấy. Trên màn hình của các bạn có mấy tờ tiền khác nhau? Đúng rồi, có 3 tờ tiền khác nhau. Bây giờ chúng mình hãy xem tớ có cách sắp xếp như thế nào với 3 loại tờ tiền này nhé. Các bạn hãy nhìn xem. Một tờ 20.000, một tờ 50.000, một tờ 100.000. Rồi tiếp tục lại một tờ 20.000, một tờ 50.000 và tờ 100.000. Lại tiếp tục một tờ 20.000, một tờ 50.000 và một tờ 100.000 đấy. Các tờ tiền này được sắp xếp lặp đi lặp lại theo quy tắc gì nào? À, đó chính là quy tắc 1-1-1, 1-1-1 và 1-1-1. Vậy đây là cách sắp xếp 3 loại đối tượng theo quy tắc 1-1-1. Các bạn nhớ nhé, ngoài cách sắp xếp này ra còn rất nhiều cách sắp xếp khác nữa. Hôm nay chúng mình hãy cùng tìm hiểu nào. Cũng là với 3 tờ tiền khác nhau, các bạn hãy xem tớ có cách sắp xếp gì đây. Một tờ 20.000, đến một tờ 50.000, rồi đến hai tờ 100.000. Lại tiếp tục một tờ 20.000, một tờ 50.000, rồi đến hai tờ 100.000 đấy. Vậy đây là quy tắc sắp xếp 1-1-2. 1-1-2. Vậy chúng ta có cách sắp xếp 3 loại đối tượng theo quy tắc 1-1-2. Các bạn đã nhớ chưa nào? Chúng mình cùng xem còn cách sắp xếp nào nữa. Vẫn tiếp tục là 3 tờ tiền khác nhau. Chúng ta có cách sắp xếp 1 tờ 20.000, đến 2 tờ 50.000, rồi đến 1 tờ 100.000. Tiếp tục lại 1 tờ 20.000, 2 tờ 50.000, 1 tờ 100.000. Vậy đây là cách sắp xếp theo quy tắc 1-2-1.
1, 2, 1. Các bạn đã nhớ chưa nào? Cách sắp xếp 3 loại đối tượng theo quy tắc 1, 2, 1. Tiếp tục, chúng ta còn có cách khác nữa đấy. Chúng ta có cách sắp xếp 1 tờ 20.000, 2 tờ 50.000, rồi đến 2 tờ 100.000. Lại tiếp tục, 1 tờ 20.000, 2 tờ 50.000, 2 tờ 100.000. Vậy đây là cách sắp xếp theo quy tắc 1, 2, 2. 1, 2, 2. Các bạn hãy nhắc lại với mình nhé. Cách sắp xếp 3 loại đối tượng theo quy tắc 1, 2, 2. Các bạn hãy xem, mình mang đến một món quà này. Các bạn hãy cùng nhắm mắt. Và khi mình đếm 1, 2, 3, chúng mình hãy mở mắt ra để xem trong hộp quà có gì nhé. Nào, chúng mình hãy cùng nhắm mắt lại nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Wow, ở trong hộp quà có rất là nhiều những đồ vật đáng yêu. Các bạn hãy xem có gì nào. À, có một chiếc bơm, một túi sách và một chiếc váy thật là xinh. Đây là những đồ dành cho các bạn gái đấy. Các bạn gái rất thích mặc váy phải không nào? Vậy trong hộp quà này có mấy đồ vật tất cả nhỉ? Đúng rồi, có 3 đồ vật phải không các bạn? Bây giờ với 3 đồ vật này, các bạn hãy xem mình có cách sắp xếp gì nhé. Chúng mình hãy cùng nêu thật to cách sắp xếp này với mình nào. 2 chiếc bơm, 1 túi sách, 1 cái váy. 2 chiếc bơm, 1 túi sách, 1 cái váy. 2 chiếc bơm, 1 túi sách, 1 cái váy. Vậy chúng ta có cách sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc gì nhỉ? Đúng rồi, đó là quy tắc sắp xếp 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Vậy cách sắp xếp 3 loại đối tượng theo quy tắc 2, 1, 1. Tiếp theo, vẫn là với 3 loại đồ vật, đó là bơm, túi sách và váy. Tớ có cách sắp xếp gì đây? 2 chiếc bơm, 1 túi sách, 2 cái váy. 2 chiếc bơm, 1 túi sách, 2 cái váy. 2 chiếc bơm, 1 túi sách, 2 cái váy. Vậy chúng ta có cách sắp xếp 2, 1, 2. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Vậy đây là cách sắp xếp 3 loại đối tượng theo quy tắc 2, 1, 2. Còn rất nhiều cách sắp xếp khác nữa đấy. Chúng mình hãy cùng theo dõi tiếp nào. Lần này mình có 2 cái bơm, rồi đến 2 túi sách, rồi đến 1 chiếc váy. 2 cái bơm, 2 túi sách, đến 1 chiếc váy. 2 cái bơm, 2 túi sách, 1 chiếc váy. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, chúng ta có quy tắc 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Vậy đây là cách sắp xếp 3 loại đối tượng theo quy tắc 2, 2, 1. Các bạn đã nhớ chưa nào? Tiếp theo, chúng mình có cách sắp xếp gì? À, 2 cái bơm, rồi đến 2 túi sách, rồi đến 2 chiếc váy. Lại 2 cái bơm, 2 túi sách, 2 chiếc váy. 2 cái bơm, 2 túi sách và 2 chiếc váy. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, chúng ta có cách sắp xếp theo quy tắc 2, 2, 2. 2, 2, 2. 2, 2, 2. Vậy đây là cách sắp xếp 3 loại đối tượng theo quy tắc 2, 2, 2. Vậy là vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu rất nhiều cách sắp xếp giữa 3 loại đối tượng, phải không các bạn? Và để củng cố cho bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn nhỏ cùng đến với một số trò chơi vô cùng thú vị. Nào, chúng mình hãy cùng chơi nhé! Các bạn hãy nhìn trên màn hình xem mình có những đồ vật gì. À, có bánh chưng, có quả Phật thủ và có quả dưa hấu đấy. Các bạn hãy xem những đồ vật này đang được sắp xếp theo quy tắc nào. Chúng mình hãy chọn đáp án thật đúng nhé! 2 chiếc bánh chưng đến 1 quả Phật thủ, 1 quả dưa, lại 2 chiếc bánh chưng, 1 quả Phật thủ, 1 quả dưa. Vậy đây là cách sắp xếp theo quy tắc 2, 1, 1. Các bạn đã chọn đáp án đúng chưa nào? Tiếp theo, các bạn nhỏ ơi, ngày Tết có rất nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc đấy. Và những loại hoa chính mà ngày Tết chúng mình thường được nhìn thấy đó chính là hoa đào,
hoa mai và hoa thược dược phải không nào? Các bạn hãy nhìn xem. Hai bông hoa đào, rồi đến hai bông hoa mai, rồi đến một bông thực dược, lại hai bông hoa đào, hai bông hoa mai, rồi đến một bông thực dược. Vậy đây là cách sắp xếp theo quy tắc nào nhỉ? Chúng mình hãy chọn thật nhanh đáp án đúng nhé. À, lần này là theo quy tắc 2, 2, 1 phải không các bạn? Nào, chúng mình hãy cùng xem. Trên màn hình có rất nhiều những tờ lì xì khác nhau đấy. Có tờ lì xì màu vàng, tờ lì xì màu đỏ và tờ lì xì màu xanh. Các bạn hãy xem chúng được sắp xếp theo quy tắc nào. Và đây là đáp án của mình. Các tờ lì xì trên màn hình này được sắp xếp theo quy tắc 1, 1, 2. Bởi vì cứ một tờ lì xì màu vàng, rồi đến một tờ lì xì màu đỏ, rồi đến hai tờ lì xì màu xanh, lại tiếp tục một lì xì màu vàng, một lì xì màu đỏ và hai lì xì màu xanh. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, chúng ta có quy tắc sắp xếp 1, 1, 2. Các bạn nhỏ ơi, vào ngày Tết, ở xóm của chúng mình có được trang trí đèn lồng không nào? Ở chỗ nhà hổ con ở, mọi người trang trí đèn lồng rất là đẹp đấy. Các bạn hãy xem, ở dãy phố này, những chiếc đèn lồng được sắp xếp theo quy tắc nào? Chúng mình hãy cùng xem nhé! Một đèn lồng màu xanh, một đèn lồng màu đỏ, một đèn lồng màu hồng, một đèn lồng màu xanh, một đèn lồng màu đỏ, một đèn lồng màu hồng. Vậy đèn lồng tiếp theo sẽ là đèn lồng gì nhỉ? Các bạn hãy chọn đúng đáp án nào! À, đèn lồng tiếp theo sẽ là đèn lồng màu xanh. Và đó là màu xanh nước biển phải không nào? Vậy tiếp theo đèn lồng màu xanh nước biển sẽ là đèn lồng gì nhỉ? À, đó chính là đèn lồng màu đỏ đấy. Và sau đèn lồng màu đỏ sẽ là đèn lồng gì? Đúng rồi, đó chính là đèn lồng màu hồng. Vậy, ở dãy phố này, đèn lồng được sắp xếp theo quy tắc 1, 1, 1. Nào, chúng mình hãy cùng đến với một dãy phố tiếp theo, xem đèn lồng ở đây được sắp xếp theo quy tắc nào nhé. Một chiếc đèn lồng xanh nước biển, hai đèn lồng màu đỏ, một đèn lồng xanh lá cây, rồi lại đến một đèn lồng xanh nước biển, hai đèn lồng màu đỏ, và tiếp theo sẽ là đèn lồng gì nhỉ? À, đúng rồi, tiếp theo sẽ là đèn lồng màu xanh lá cây. Và kế tiếp đèn lồng màu xanh lá cây sẽ là đèn lồng màu gì hả các bạn? Đúng rồi, sẽ là đèn lồng màu xanh nước biển đấy. Như vậy, ở dãy phố này, những chiếc đèn lồng được sắp xếp theo quy tắc 1, 2, 1. Nào, chúng mình hãy cùng xem. Trên màn hình có rất nhiều những đèn lồng, màu sắc thật là đẹp phải không các bạn? Vậy các bạn hãy cho mình biết hai chiếc đèn lồng trên sợi dây kế tiếp sẽ là đèn lồng gì? Đáp án thứ nhất là hai chiếc đèn lồng màu hồng. Đáp án thứ hai là hai đèn lồng màu đỏ. Đáp án thứ ba là hai đèn lồng màu xanh. Các bạn hãy chọn đáp án đúng nhé. Và đây là đáp án của hổ con. Đó chính là hai chiếc đèn lồng màu xanh. Vậy chúng ta có quy tắc sắp xếp 2, 2, 2. Bởi vì cứ hai đèn lồng màu hồng, rồi đến hai đèn lồng màu đỏ, rồi đến hai đèn lồng màu xanh. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, chúng ta có quy tắc 2, 2, 2. Các bạn ơi, vậy là vừa rồi chúng mình đã cùng nhau học cách sắp xếp theo quy tắc của ba đối tượng đấy. Các bạn nhỏ học thật là giỏi. Các bạn nhớ ở nhà học bài chăm chỉ, vâng lời ông bà bố mẹ và cùng ôn lại bài tập ngày hôm nay nhé. Khi ở nhà, chúng mình có thể xâu vòng, xâu hạt theo quy tắc sắp xếp, theo ý mình thích nhé. Bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Thân mến, chào tất cả các bạn.